trận đấu giữa đội tuyển Olympic Guinea và Olympic New Zealand thuộc môn bóng đá nam Olympic 2024, đây là trận đấu được dự đoán cân tải cân sức. Cách đây một năm, tại giải đấu U23 châu Phi, U23 Guinea đã thi đấu rất xuất sắc khi lọt vào tới bán kết và chỉ thất bại trước U23 Mali trên chấm phạt đền. Thành tích này giúp thầy trò huấn luyện viên CC được tham dự trận play-up liên khu vực gặp U23 Indonesia của châu Á. Hôm đó, Olympic Guinea đã vượt qua áp lực trước lối đá rát của đại diện Đông Nam Á để có chiến thắng 1-0, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự Thế vận hội mùa hè để chuẩn bị cho giải đấu tại Paris. Guinea có trận giao hữu gặp Argentina mạnh hơn hẳn và xuất sắc giành thắng lợi 1-0. Xét về kinh nghiệm trận mạc, Olympic New Zealand được đánh giá cao hơn khi từng nhiều lần xuất hiện tại sân chơi Olympic, thậm chí cách đây 4 năm, họ còn lọt vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, xét về thực lực, đội bóng đến từ châu Đại Dương này lại không được đánh giá cao. Ngoài ra, họ cũng khởi động không tốt khi thất bại đậm một ba trước Olympic Uzbekistan trong trận giao hữu diễn ra cách đây một tuần. Olympic Guinea chỉ thủng lưới vòn vẹn một bàn hiệp bột ở bốn trận vừa qua, trong đó có hai trận khép lại với kết quả hòa 0-0. Tính riêng tại Olympic, hai trận gần đây của New Zealand đều không có bàn thắng trước khi hiệp đấu thứ nhất kết thúc, thế nên rất khó để kỳ vọng vào lưới sẽ rung trong hiệp một trận đấu này. Theo thống kê thì chỉ một trong trận gần đây của Guinea có tổng số bàn thắng vượt mốc 2 các chân sút Olympic New Zealand không ghi bàn hai trận vừa qua tại Olympic và cả hai trận đều khép lại với nhiều nhất hai pha lập công được thực hiện. Đó là những chỉ dấu cho thấy trận đấu giữa hai đội đêm này sẽ khan hiếm bàn thắng. Vào tối hôm nay 24 tháng 7 và dạng sáng ngày 25 tháng 7, tám trận đấu đầu tiên của môn bóng đá Nam Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra. Tại thế vận hội lần này, có 16 đội Olympic thi đấu để tranh ba bộ huy chương. Danh sách các đội dự Olympic 2024 gồm Pháp, Mỹ, New Zealand, Guinea bảng A, Argentina, Morocco, Ukraine, Iraq, bảng B, Tây Ban Nha, Ai Cập, Dominica, Uzbekistan, bảng C, Paraguay, Mali, Israel, Nhật Bản, bảng D. 16 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, sau đó, hai đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ lọt vào tứ kết, 8 đội dự vòng tứ kết chia thành 4 cặp đấu, 4 đội thắng sẽ đá vòng bán kết, sau vòng bán kết, hai đội thắng tranh huy chương vàng, hai đội thua tranh huy chương đồng. Các trận đấu vòng bảng diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 giờ Việt Nam. Sau đó, các trận đấu loại trực tiếp được tổ chức và trận tranh huy chương vàng thi đấu lúc 23 giờ ngày 9 tháng 8 giờ Việt Nam. Ở môn bóng đá nam Olympic 2024, chủ nhà Pháp cùng Argentina và Tây Ban Nha được đánh giá là những ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương vàng. Đáng chú ý, Olympic Argentina dù không có siêu sao Lionel Messi nhưng vẫn sở hữu đến 4 nhà vô địch World Cup 2022. Trong đó có 3 cầu thủ vừa đoạt ngôi quán quân Copa America 2024. Theo quy định của FIFA, 16 đội tuyển quốc gia tham dự phải gửi đến ban tổ chức danh sách chính thức gồm 18 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn, ít nhất 15 cầu thủ trong danh sách có ngày sinh từ thời điểm hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2001 trở đi. 3 cầu thủ còn lại có thể lớn tuổi hơn. Ngoài ra, mỗi đội được phép đăng ký tối đa 4 cầu thủ dự bị. Trong số 4 cầu thủ này chỉ được có tối đa 3 cầu thủ chơi trên sân vì ít nhất một vị trí phải dành cho thủ môn dự bị.